Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Long Ngẩn Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ đi bắt chim. Đây là cái quá trình xây dựng nên cái bẫy của mình ha các bạn. Quá trình lắp ráp rồi. Không biết có con nào không chứ thấy công phu dữ lắm á. Đây là một cái lò ha. Ông nội này ông rút cái lò dây lò của điện thoại ông kéo vô cái lò bự với cái lò nhỏ nữa chế. Cái này là lá ngụy trang nè. Cái này là keo ha các bạn, hồi mình kêu á mấy con chim nó sẽ dính vô ha. Mai là nó đậu lên nó dính vô. Giờ bắt đầu đi thôi. Giác vậy luôn hả? Không có gài vô hả? Đây mình đi vô khu Gò Mã này các bạn ơi. Này nó cũng tương đối là trống trải mà cũng nghe có hót lại rai đó. Cái này làm thử thách 24 giờ ở dưới này vô bữa nào làm không? Mình chịu mình vô. Chịu mình vô mình quay vào này dám có cá lóc độ ta. Này mũi cắn kinh khủng luôn các bạn ơi. Mũi. Đây là đối tượng trực chờ chim nha mấy bạn. Hai con này. Này là do mấy anh này gài nhiều rồi cho nên nó nhát hết mấy bạn. Di chuyển địa bàn. Này mình còn cái bước là vệ sinh mấy cái lông này ha các bạn. Bứt lông sáng sớm bứt lông chim mà sọt luôn. Nó còn đó dính nhiều quá, sức lên cái đít luôn rồi vậy. Quên đêm không chơi vô kia theo. Quán chậm thôi. Nhà nó có cái gì quét lên cho nó rớt đúng không? Có dầu gì không? Lỡ bước sơ sơ có keo khi quét mà quét cho đêm thôi. Keo này mua ở Sài Gòn, chỗ đây có bán không nè? Bán keo giả. Nhưng tại anh đi với cầu bút cũng mấy lần à. Bốn con hả? Thank you.
quanh đây trước các bạn ơi. Làm cái gì cũng phải có setup thôi mấy bạn. Ánh sáng cũng phải setup, âm thanh cũng phải setup, mà bắt chim này cũng setup cẩn thận ha. Mấy kinh nghiệm tuổi nghề rồi đó. Gương mặt của những thanh niên chào chim. Cúm già cầm không mày? À, con này là dính con đại ca này là nhũ quá. Con đại ca đó là phá tán. Thì chim nữ sung lắm mà tại con nhũ này khỏe ghê. Chít các bạn. Nhũ này cục cứt nghe mấy bạn. Thằng chi đừng có tưởng đâu bị sóc tay vì chảy máu. Chít cục đó là cục cứt nha. Chít. Cái con rớt dưới đây rồi. Chụp nó cua. Cua, cua. Thương đâu rồi? Gai không? Gai dữ. Thanh niên nguy hiểm mà đứng kế ổ bằng bần luôn. Nó này mũi dữ lắm các bạn ơi. Mũi trắng nè. Hết trời trắng. Trắng tuột quần luôn. Xuống dưới giường á. Giường với mộ bà ngoại đồ mới dữ thần lắm. Mấy bạn ơi, thấy nó bay xuống đùm nụp không? Xảy một con.
cái đường về quá kinh khủng. Gai thế kia, mũi thì cắn,